Thanh đồng chào tất cả quý vị đến với truyện tâm linh thanh đồng 364 tập 9 ngày hôm nay con ma hồ ly nghe cái tên thấy ngộ không ạ? À? Thật sự ra hồ thì chia ra bạch hồ và hắc hồ. Bạch hồ không có phải là hồ ly trắng, hắc hồ cũng không phải là hồ ly đen đâu nha. Mà có nghĩa là thiện và ác, tiên và ma. Uh, hồ tiên á thì người ta tu tiên, người ta làm việc tốt, người ta cứu người, người ta chữa bệnh và người ta có một cái phần tu tập rất là trong sáng, thuần khiết và thánh thiện. Uh, hoặc là họ là người của thần tộc. Uh, hồ tiên họ cũng có thể là người của thần tộc, họ bán nhân bán xúc, liệt vào thần ti. Nhưng đồng thời cũng có một loại hồ ly, đó là hồ ly ma. Những con hồ ly ma này vì cái nghiệp dâm dục chưa trừ thú tính còn nặng cho nên là lẹt vào nẻo ác ha lạc vào nẻo ác những cái người mà người ta sanh vào các cái ngày tháng mà quá là âm hàn Thí dụ như là ngày 23 tháng 3 Hoặc là mùng 5 tháng 5 thì Mà đặc biệt thêm những cái năm như 1989, 1977 Hoặc là những cái năm của thổ quá là nặng đó thì người ta rất là dễ bị những cái con âm hàng muốn nhập xác mà người ta sẽ nhập lựa chọn những cái đứa mà có dáng vóc xinh đẹp dễ thương tại vì mới dễ khiêu khiêu gợi đó quý vị biết á tụi nó lợi dụng tụi nó sẽ nhập vào trong xác của con người để mà lợi dụng chính cái con người đó hấp thụ tinh khí của những con người khác xung quanh để cho tụi nó tu luyện và dấu hiệu của những người bị nhập thì người ta rất là loạn dâm loạn dâm Tâm tánh đó thì lúc thiện, lúc ác, lúc hiền, lúc dữ ừ. Tại vì tụi nó trốn rất là kỹ Bị ma nhập thì người ta còn nhìn ra Chứ bị ma hồ ly nhập tụi nó rất là gian xảo Tụi nó thông minh lắm đó. Các vị thần nhìn không có ra tụi nó đâu Tại vì tụi nó trốn rất là kỹ Thí dụ như quý vị mà đi đình đền chùa miễu tụi nó chạy tụi nó trốn À, có một mình nên quý vị trong phòng với một cái đối tượng gợi dâm tụi nó hiện lên liền thiệt để ý kỹ con cháu mình để ý kỹ bản thân mình có không để mình chữa kịp thời chung thôi nó khống chế nó kiểm soát luôn cái xác hết cái kiếp này cả hai đọa vô địa ngục nha mình phải quán xét coi mình có không mà chỉ có những người thật sự là có quệ đạo Hoặc là đạo hạnh thâm cao lắm Thì mới nhìn ra những con hồ lima ma Nhưng mà mình tu thời gian riết Mình sẽ hồi chuyển hoặc là nó sẽ đi Hoặc là mình kiểm soát được nó Mà nó sẽ lựa chọn những cô gái xinh đẹp Để nhập, để câu dẫn đàn ông Hoặc nó sẽ vào sát những đứa bé còn nhỏ à, Nói tiếng nhỏ gì chứ chắc cũng tầm khoảng 10 tuổi, 9 tuổi thiệt quý vị nói 10 tuổi 9 tuổi rồi nó làm sao hút tinh khí người ta nó có những điều tà bậy nổi lên trong đầu sở thích của nó là tà dâm bậy bạ đặc biệt là hút thuần dương của những người đàn ông khi mà họ ngủ khi mà họ ngủ nó sẽ có thể là có những cái hành động xác thịt tình dục với anh chị em ruột hoặc cha ruột của nó để ý coi coi mình có tình cảnh này không có thể là có một con ma hồ ly đang nhập xác mình đó ừ hoặc nó nhập vào trong những cô gái xinh đẹp để quyến rũ đàn ông cặp kè hết người này tới người khác để mà hút cái linh dương của họ một người nó hút không có đủ đâu nó không bao giờ chung thủy một vợ một chồng đâu nó phải quen rất nhiều người đàn ông để nó hút đủ cái khí linh dương tại vì nó cần cái khí này để tu luyện ở bên cái dạng ma tà nó tu bên cái pháp này nhưng mà dần dần cái người ở chung với tụi nó đó ốm tông teo ốm tanh gầy mò ốm còn bộ xương khô bị mất cái 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 năng lượng cái tố chất cái dinh dưỡng của phần xác thịt mà còn bị mất luôn cái khí lực của phần tâm linh mà cái tâm tánh cái nhân dạng của tụi nó đó rất là lém lỉnh xinh đẹp mà tụi nó thích ngoại tình bậy bạ thích sự loạn luân lăng loạn cái người mà bị nhập không có kiểm soát được đâu Họ không kiểm soát, họ không kiềm chế được cái cơn loạn dục đó nó nổi lên. Họ sẽ có thể, ví dụ như trong cái căn phòng đó cha ruột của họ ngủ họ sẽ muốn lại họ làm những cái chuyện bậy bạ liền tại vì bị cái con tâm tinh hồ này nó khống chế con ma hồ này nó khống chế thì đây là trường hợp mà ma hồ nhập xác còn những người mà hồ tiên nhập xác đó, thì người ta tu hành rất là thánh thiện người ta rất là kiên kỵ mấy cái chuyện này ừ. mà những người nào mà gặp tình trạng này người ta phải tự cứu lấy mình nếu không mạng chết đọa thẳng địa ngục đọa thẳng địa ngục ngày xưa mình cũng từng gieo cái duyên mê mờ gì đó ngày nay mình mới gặp cái chướng duyên này đây cái người mà rơi vào cái hoàn cảnh này họ phải tự cứu lấy mình và nhờ sự tha lực trợ lực và kể cả tự lực trong thân quý vị tự cứu trì kinh sám hối mỗi ngày mỗi đêm đi một trăm cái kiển chùa linh ứng lại các vị tổ nhà chùa khấn con họ tên tuổi gì hôm nay đến chùa gì cầu nguyện thánh tổ nhà chùa cứu vớt cho linh hồn con xác thịt con đang bị điều ma tà bậy bạ quấy nhiễu thân tâm và cuộc đời cứu vớt cho con cầu xin thánh tổ và phật hộ trì gia hộ cho con ha ra trước mặt trời vào mỗi buổi sáng trì chú đại bi trì cho tới khi nào mà hết hơi hết sức thì thôi niệm danh hiệu quán thế âm bồ tát khai thải trừ quỷ diệt tà nhớ kỹ nha ai rơi vào trong trường hợp này phải thực hiện quán mà làm để ông thôi rơi vào ma đạo mạng chung nằm xuống đọa thẳng địa ngục bàn xanh tại vì á thanh đồng chỉ nói với nhiêu đó thôi lộ thiên cơ nhiều quá không có được nhưng mà Thanh Đồng đã nói lên hiệu chứng, hội chứng, vóc dáng Rồi cái tâm hiệu như thế nào Phương pháp chữa trị như thế nào đi một trăm kiển chùa linh ứng ha à, cầu xin thánh tổ nhà chùa phóng phép ban ngân ngọc điển kim quang cam lộ dưới mát tiếp độ cho con họ tên tuổi hôm nay đến chùa gì đang có phần ma tà quấy hại thân con cứu vớt dùm thân tâm linh hồn con được thanh cao thanh lọc đừng làm chuyện bậy bạ phải tự cứu lấy mình lại sám hối mỗi ngày mỗi đêm trước mặt trời sáng sớm phải trì chú đại bi cho tới khi nào trì hết nổi thì thôi niệm quán đam bồ tát khai tà diệt quỷ nhớ kỹ lời thanh đồng nhắn gửi đến tất cả quý vị đại chúng nam mô bồ tát quán ram đánh cô tiên cô tổ cô từ bị thương độ gia hộ che chở